Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Quân Béo Mô Tô Vinblog. Hôm nay chúng ta sẽ review chuyên sâu hơn về một chiếc xe, làm sao để một chiếc xe đó tốt. Và mời các bạn đi theo mình, một chiếc xe gọi là Lupe. Tiếng Việt mình đọc là Lupe, còn tiếng Anh gọi là Lup. Lup là gọi là nổ quả. Khi mà một cái chiếc xe mà đi bị khô dầu. Đây là một chiếc CBR 150, một chiếc xe sản xuất năm 2012. CBR DOHC 26 cam và rất là hot trong những cái năm 2014 đến 2015, 16 vừa rồi. Và đây là một chiếc xe là đời 2012 và đã bị lúp quả do là chủ xe bận công việc kiếm tiền ngày Tết bị quên. Mời các bạn vào đây, chúng ta hãy xem dàn quả và khi được Quân Béo Mô Tô mở ra. Các bạn đi sát vào đây, các bạn nhìn thấy không? Một quả hơi nó vỡ tan luôn, không còn một cái gì. Đấy. Và dầu nó không có một tí gì nhá các bạn nhá. Cái này là do là gì? Do là chạy xe không có dầu. Nên là cái anh em để ý cho em là cái lượng cái dầu ấy thì nó như cái mạch máu của mình ấy. Mình mà thiếu máu thì là không sống được. Đấy, đây là các bạn đừng hỏi, đừng thắc mắc tại sao là chị em phụ nữ đầu tháng hay khó chịu, mất rất nhiều máu thì nó khó chịu. Dũng giống như xe này thôi. Không có dầu thì sẽ chết. Và đây là một sản phẩm sẽ được Quân Béo Mô Tô bảo dưỡng tổng thể và bảo hành, là bên mình là làm về tổng thành máy như thế này là mình sẽ bảo hành 1 năm. Và đây là tổng thể khi mà mình sẽ dỡ ra một chiếc xe trắng trơn, không còn một tí giọt dầu nào. Dã man. Đây. Cổ rác luôn. Và chiếc xe này đã được Quân Béo Mô Tô cứu hộ vào lúc gần 12 giờ đêm tại cầu Nhật Tân. Anh chủ xe, anh ấy có tâm sự là anh ấy gọi điện cho mình là: anh ạ, em đang đi ở trên đường, tự nhiên nó nghe tiếng bụp một cái. Điện đòi còi thì bây giờ vẫn còn, nhưng mà xe thì không nổ máy được nữa. Em nghĩ là cái này là nó bị cháy cầu chì. Và vâng, khi em hỏi là anh thay dầu lâu chưa, bảo đợt này em bận, em chưa có thời gian thay dầu, thì em bảo là quả này dễ bị nổ quả lắm rồi. Đúng như rằng lúc luôn. Bất kỳ vấn đề gì cần tư vấn về đồ chơi, đồ độ, đồ sửa chữa bảo dưỡng, anh em có thể liên hệ với Quân Béo Mô Tô Vinblog hoặc là gọi cho em theo số 0942 795678. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Và đây các bạn ạ, sau khi mà bên Quân Béo Mô Tô đã tháo ra một chiếc xe đã bị gọi là những dân chơi xe đấu, làm xe đấu gọi là lúp, thì đây là nó bị đơn giản lắm, nó bị vỡ quả do nó không có dầu bôi trơn lên. Nhờ cái mặt nhôm nó tiết chạm vào với nhau bằng kim loại chạm với nhau trên một lực tác động lớn thì nó vỡ. Ở đây là mình có những cái ấy văng rong này, cái này bằng sắt này cũng bị vỡ luôn. Gần như một chiếc xe này sẽ phải làm lại toàn bộ. Rất là rõ ràng. Cảm ơn các bạn. Mình mong rằng cái clip này mình rất là mong rằng khi mà có cái mình làm những cái clip này, anh em có thể xem và tham khảo để có cách tốt nhất để bảo vệ chiếc xe của mình, chăm sóc chiếc xe, chiếc vợ hai, chiếc xe kiếm tiền tỷ đưa mình đi khắp nơi. Các cụ nói rồi, 4 bánh thì đưa ta đến muôn nơi, còn 2 bánh thì đưa ta cũng đến khắp chốn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.